4508 với Siboga này, Siboga máy đây. 4000. Lai móc phải không ta? Lai móc. Cái này là đồng Phú Sơn nha các bạn. Phú Sơn, Phú Tân, An Giang đó. Theo cái lời mà của các bạn gì mình không nhớ, không nhớ tên nít nữa, thông cảm nha. Thì bữa nay mình xuống đây nè. Mình xuống đây đầu tiên người bắt được hai chiếc cuốn gom này. Siboga 4000 với Kubota 4508. Siboga còn ngon quá. Hai chiếc nhỏ nhưng mà đều là hai cầu hết. Mà lực thì cũng tương đương với nhau. Thùng cuốn lai móc L305. Còn này thùng cũng thùng Trung Quốc nữa mà không biết hiệu gì. Bộ đôi này cuốn siêu nhanh nè. Lai móc L305. Động Phú Sưng này mình đang quay bên cái cánh bên đường nhựa nha. Bên đường đất bên mình chưa qua. Hai con nào cũng nhanh lắm. Con 508 này mình quay cũng nhiều rồi. Siboga để quay cũng được con gương máy cũ xì à. Mình cũng gom cũng nhanh lắm. Cái thùng lai móc này để mình về mình kiểm tra coi nó là của nước nào, giá tiền luôn. Thùng đỏ này cũng có một thùng là của Gatland á, Gatland này của Ấn Độ. Hai chiếc này cũng nhanh thiệt. Siboga, Siboga lúc đầu hai đọc nhầm là Sibagu. Sibagu là hãng xe hơi. Chiếc này còn mới. Cái ô này hết rồi đó.
lên ô trên. Chủ mua gom này là người đầu tiên ở An Giang mình triển khai cái cuốn gom này đó các bạn. Vừa nói chuyện với ổng xong nãy. Ổng chuyên mua bán gom cuộn á. Để mình nửa dưới mô tả mình có để cái số điện thoại và cái tên của ông chủ này nè. Hai chiếc này thì cũng quá nhanh này. Đây là Phú Xuân nha các bạn. Mình cũng không gành với này mấy. Cũng ngày đầu tiên xuống đây luôn. Mình thì trên Tân Châu. Nhiều cũng có một số bạn nói là tài xế lái mà cũng đánh lái lạng lạng. Thực ra là cái đánh lái là người ta đánh lái cho cái gom nó đều á, nó cuốn vô đều hơn. Do gom máy nó nhả ra là đâu có đều. Lai móc hay lai mát để xe về mình xem kỹ lại coi.
Ô này chắc người công quá. Ông chủ mua gom này ông tên là Sang, chú Sang. Người đầu tiên ở An Giang triển khai cái mô hình cuộn gom này nè. Chống biến đổi khí hậu của cái mô hình này là ở đây là cuộn gom này, thu mua gom này á sẽ tránh được cái diện là đốt gom. Đốt gom thì nó tạo nhiều khói lắm. Cơm thì nó xài cho được nhiều việc, nhiều chuyện hơn. Làm núm rồi phủ đất mặt cho bò ăn, rồi làm dán ép nữa. Dán ép thì nghe nó hơi lạ, nhưng mà nói cho bạn dễ hình dung là về người ta sẽ xay nhuyễn nó ra, trộn nó chung với ba mấy cái dăm mặt cưa đó, với sắc mía, sắc mía phơi khô xay nhuyễn ra, ép lại thành dán. Là mấy cái loại dán mà để vô nước nở thè lè rồi đó, nó không đấy.